Đội trưởng bên phía Trung Quốc Hu Xi có tình huống chơi xấu dư gia Osaka của Nhật Bản và phải là nắng treo giò trong trận đấu tiếp theo gặp Việt Nam. Hu Xi bị thẻ vàng ở phút 67 sau pha dùng tiểu xảo với dư gia Osaka. Trước đó, anh cũng đã nhận một thẻ vàng ở trận thua 0-3 trước Australia. Mất Hu Xi, Trung Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn vì tiền vệ này được xem là linh hồn trong lối chơi của huấn luyện viên Li Tie. Ngoài trường hợp của Hu Xi, một cầu thủ khác của Trung Quốc cũng có nguy cơ không thể tham dự trận đấu gặp Việt Nam là Zhang Linpeng. Hậu vệ phải này bị đau sau một tình huống nỗ lực cứu bóng. Trên trang Facebook cá nhân, trọng tài Rahman Ibrahim khẳng định ông đã quyết định đúng khi từ chối quả phạt đền dành cho đội tuyển Việt Nam. Tôi đã xem lại rất kỹ tình huống này, tôi không thể đưa ra một quả phạt đền cho Việt Nam. Tôi nghĩ quyết định của mình là chính xác, vì vậy tôi mong người hâm mộ Việt Nam hãy tôn trọng quyết định này. Bất chấp những lời giải thích của ông Rahman Ibrahim, nhiều cổ động viên Việt Nam khăng khăng bình luận rằng đó chắc chắn phải là một quả phạt đền và lên tiếng chỉ trích trọng tài người Qatar. Bị cộng đồng mạng Việt Nam tổng tấn công, ông Ibrahim sau đó đã phải tạm khóa trang cá nhân. Các cổ động viên Liverpool vừa được một fan thót tim khi Virgil van Dijk ôm chân đau đớn rời sân trong trận đấu của Hà Lan tại vòng loại World Cup. Rất may cho Liverpool là van Dijk không gặp một chấn thương nghiêm trọng nào. Thủ côn của đội tuyển Hà Lan xác nhận sau trận đấu: "Tôi chẳng sao cả, thật may mắn, tôi đã vượt qua được cơn đau rồi. Có lẽ vì tôi quá cao và ngã xuống hơi muộn, nên họ nghĩ tôi giả vờ dính chấn thương trong tình huống đó." Sự lành lặn của Van Dijk sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia là một tin tốt lành cho The Cop. Cuối tuần này, họ sẽ có chuyến làm khách được dự báo vô cùng khó khăn đến sân của Leeds United. Sau hai trận đá chính liên tiếp ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Thành Trung đã gặp chấn thương. Trung vệ của Hà Nội rời sân trong trận đấu gặp Australia phút 76 để nhường chỗ cho Thanh Bình. Thành Trung nhăn nhó và tỏ ra khá đau đớn khi bước đến cabin. Các bác sĩ của đội tuyển Việt Nam đã đưa Thành Trung đi kiểm tra mức độ chấn thương. Kết quả cho thấy trung vệ này bị rách cơ và phải buộc nghỉ thi đấu hơn một tháng. Trước đó, Thành Trung đã thi đấu trọn vẹn trong màn đối đầu với Ả Rập Saudi. Khi về đến Việt Nam, anh được các bác sĩ đưa đi kiểm tra sức khỏe cùng với Đình Trọng, Ngọc Hải và Trọng Hoa. Liverpool sẵn sàng phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của câu lạc bộ vì một tiền vệ được xem như là Andres Iniesta 2.0. Theo Express, Jurgen Klopp đã ngưỡng mộ tài năng của Pedri từ lâu và muốn có sự phục vụ của tiền vệ người Tây Ban Nha trong thời gian tới. Hợp đồng của Pedri với Barcelona có thời hạn đến năm 2024, kèm điều khoản giải phóng 400 triệu euro. Tuy nhiên, Liverpool đang hy vọng đội bóng xứ Catalonia với khó khăn về mặt tài chính sẽ chấp nhận con số 100 triệu euro mà họ đề nghị. Pedri được xem như là Andres Iniesta mới của bóng đá Tây Ban Nha bởi phong cách chơi bóng rất tương đồng. Tiền vệ sinh năm 2002, sở hữu nhãn quan kỹ thuật, kỹ năng kiểm soát trái bóng thượng thừa và những pha chuyền dài vô cùng ấn tượng. Thời gian gần đây, trong bối cảnh đội bóng đang thi đấu tệ hại dưới thời Mikel Arteta, nhiều nguồn tin cho rằng Arsenal đã tiến hành tiếp cận Antonio Conte. Và mới đây nhất, Fabrizio Romano đã lần tiếng làm rõ tin đồn này. Thông qua chương trình podcast Here We Go, ký giả người Ý tiết lộ: "Tôi không biết chắc điều gì sẽ xảy ra trong vòng 1 tháng, 2 tháng hay 1 năm tới. Nhưng cho đến hôm nay, không có bất kỳ liên hệ nào với Arsenal. Conte vừa ký hợp đồng với Sky Italia. Vì vậy, anh ấy chuẩn bị có một vai trò mới là bình luận viên cho mùa giải năm nay. Có thể trong mùa hè tới, Conte sẽ trở lại bằng ghế huấn luyện. Nhưng hiện tại thì chẳng có mối liên hệ nào với Arsenal cả." Theo Metro, Emil Smith Rowe sẽ bỏ ngỏ khả năng ra sân trong trận giữa Arsenal và Norwich diễn ra vào cuối tuần này. Cầu thủ này đã vắng mặt trong màu áo của U21 Anh trong trận gặp U21 Kosovo tại vòng loại U21 châu Âu vừa qua. Thời điểm hiện tại vẫn chưa rõ tình trạng thể lực của Smith Rowe. Tiền vệ 21 tuổi đã đá chính ngay từ đầu trong màu áo Arsenal ở 3 vòng đấu đầu tiên của Premier League mùa này. Mùa giải 2020-2021, Emil Smith Rowe là một trong những tài năng trẻ nổi bật nhất của Arsenal. Anh có tổng cộng 34 trận đấu, bao gồm 18 trận ở Premier League. Tiền vệ 21 tuổi cũng góp 2 bàn thắng và có 4 kiến tạo.